Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu code top cần này sẽ list lên sàn Binance Huobi KuCoin các bạn. Dự án này khá là tiềm năng các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở trình duyệt cái chút lab này ra các bạn. Sau đó các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Rồi các bạn chọn mục đáp. Đây thì các bạn khi các bạn đăng ký thì các bạn nhận được một tấm vé, các bạn thì nó sẽ quy đổi ra cái tấm vé đó để phân phối token nha các bạn. Vì mình đã giới thiệu mà nói gì cho nó mau các bạn. Rồi bạn bấm vào connect nha các bạn. Các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Rồi ta không được đó. Nhưng connect không được thì mình chọn, các bạn chọn vào MetaMask các bạn. Các bạn kết nối nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn điền địa chỉ email các bạn vào nè. Rồi các bạn bấm vào send mail nha các bạn. Rồi sẽ có một cái mã email gửi về cho các bạn nha các bạn. Mã email mình ra cái vậy chứ. Ác ôn mạng rác thiệt tình. Rồi các bạn, nó sẽ gửi về cho các bạn là thư gác các bạn. Các bạn vào đây các bạn copy cái mã code này nè các bạn. Các bạn sao chép nè, lục hồi nãy giờ 3 phút. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm vào confirm nè. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh Twitter nè, follow, join now. Ôi trời sao nó không hiện nay, sao mới biết được mà join ta. Thôi các bạn, đây mình copy mình connect với địa chỉ MetaMask mình các bạn ơi. Lầm giọng quá. Đây mình connect với địa chỉ MetaMask của mình. Kết nối. Sao Twitter nó không có ấy, để mình qua coi. Thì link Twitter mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Rồi sau đó các bạn mở cái này lên nè các bạn. Này, rồi các bạn điền username Twitter các bạn vào nha các bạn. VNNH9 nè các bạn. Rồi các bạn bấm join now các bạn. Trời ơi. Thì giỏi. Sơ giám đốc. Sao lòng giọng quá ta. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào kênh Telegram đó nè các bạn. Bấm vào Access. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn xôn xào nè. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Sao nó không cổng tiếp nào chúng ta. Nhìn lại. Rồi trên kênh Telegram đó các bạn chat một câu mới được nha các bạn. Good airdrop. Hoặc là verify gì đi nha các bạn. Rồi các bạn trở lại các bạn. Không luôn ta. Rồi ok các bạn chỉ việc bắt up lên thôi bạn. Các bạn lock lại trang lên nó tự động nó cộng cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc lấy link ghép mình chia sẻ cho bè và người thân để kiếm những token các bạn. Airdrop này còn 5 ngày nó kết thúc nè. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.